Xin chào tất cả các bạn. Thì sau 2 tháng mấy nuôi ốc thì hôm nay mình sẽ quay lại cái bể của mình để mình thông tin cho các bạn biết về con ốc bươu đen nó nuôi trên bể bạc thì nó như thế nào nha các bạn. Thì để mình quay các bạn xem nè. Đây các bạn thấy ha. Thì mình nói cho các bạn một ít thông tin để các bạn có muốn nuôi thì các bạn tham khảo nha các bạn. Thì sau 2 tháng mấy gần 3 tháng mình nuôi trên bể bạc từ lúc thả giống tới giờ á là mình thấy là con ốc nè. Nó rất là chậm lớn nha các bạn. Nó chậm lớn. Nuôi gần 3 tháng rồi mà nó có chút xíu à. Đây các bạn thấy nè. Còn nhỏ hơn cái ngón tay út của mình đó, có con thì bằng. Thì các bạn nuôi cho mấy bạc thì mình thấy là nó chậm lớn rồi đó các bạn. Và cái thứ hai là cái gì các bạn biết không, là mình thay nước. Cái bể này thì mỗi lần mình thay nước thì mình thay 70%, mình bơm 3 tiếng đồng hồ là chưa đầy nha các bạn. Thì mình độ tốn khoảng 20 30 ngàn gì đó tiền điện. Mà nửa tháng mình thay một lần có khi là 10 ngày, thì mình tính bình quân thì 2 tháng mình thay 5 lần, đó là mất hết 150 ngàn, là mình thấy cái hiệu quả kinh tế là nó không có rồi đó các bạn ơi. Thì các bạn nuôi, các bạn thứ nhất là các bạn nuôi để lấy kinh nghiệm thì được, và nuôi chơi để ăn thì cũng được. Nhưng mà mình lưu ý các bạn gì nè, khi các bạn nuôi trên bể bạc thì các bạn nuôi thưa ra cho mình đi, các bạn thả 1 mét vuông chừng 40-50 con thôi. Ở đây thì mình thả quá nhiều rồi, với lại bây giờ mình hết bể rồi các bạn, mình không có sang ra nữa nên mình để đại nó luôn. Thì mình tiễn những cái con bự bự mình sẽ ăn dần các bạn ơi, chứ giờ nó bán thì thật sự mình nói là không có kinh tế rồi, không bự để bán được rồi, quá chậm lớn các bạn. Rồi mình thông tin cho các bạn là cái bể nuôi ốc nó như vậy đó, các bạn thấy nè, thủy sinh rồi mình làm thì rất là tốt luôn đó. Bèo cám mà lúc nào cũng chữ cái ốc ăn hết mà nó chậm lớn quá các bạn. Rồi thì gà mình ấp thì hôm nay nó đã nở rồi nè, mình quay để các bạn xem. Thì khi nó nở mình đưa nó ra đây mình úm nè các bạn. Đây bạn thấy nè, đang nở nha, nở từ lúc 9 giờ tới giờ. Thì một mái như vậy thì được 56 trứng, thì hiện giờ nó đã nở được 3, 6, 9, 12, 15 con rồi. Thì trong kia đang khẻ mỏ nữa. Thì nó sẽ nở, để tới chiều nó sẽ nở đều thôi, nó sẽ gần hết thôi. Rồi mình sẽ vào trứng mẻ mới để mình ấp tiếp các bạn. Rồi thì các bạn nuôi gà thì các bạn nên úm như gì nhé, úm khuất gió, không cho gió lùa nha, và xông đèn cho nó. Rồi thì mình có ít kinh nghiệm mà chia sẻ với các bạn vậy đó. Rồi xin chào các bạn.